vị khách quý, quý doanh nhân đại diện các doanh nghiệp. Chương trình giao lưu kết nối hội viên chào mừng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4 năm 2022 và thương hiệu xuất sắc Excellent Brand lần thứ 10 năm 2022 xin phép được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời nói đầu tiên cho phép Thông Minh và Khánh Hiền xin được gửi lời chào trân trọng đến sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý doanh nhân đang có mặt tại chương trình Chào mừng Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26 tháng 4 năm 2022 cùng với thương hiệu xuất sắc Excellent Brand lần thứ 10 năm 2022. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Về bên mẹ được sáng tác và trình bày qua giọng ca Quýt Liễu và nhóm múa Blue Queen Kids. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho ca sĩ cùng với nhóm múa của chúng ta.